Hiện nay ngày càng có nhiều người hiếm muộn có nhu cầu thụ tinh trong ống nghiệm. Tuy nhiên trước đây để làm được các thủ thuật này, các cặp vợ chồng phải đến các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Với những nỗ lực đưa vào thực hiện các kỹ thuật tiên tiến của y học hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đã phối hợp với các đơn vị đầu ngành thành lập đơn vị thụ tinh trong ống nghiệm IVF, được Bộ Y tế chính thức công nhận bệnh viện được thực hiện kỹ thuật IVF từ ngày 11 tháng 5 năm 2013, trở thành bệnh viện đầu tiên khu vực Tây Nguyên thụ tinh trong ống nghiệm. Tin vui cho những cặp vợ chồng hiếm muộn là sau những nỗ lực thực hiện đến nay, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đã có những bước tiến vượt bậc trong phát triển y tế chuyên sâu, cho đón hàng trăm em bé ra đời và đã được chuyển giao hoàn toàn công nghệ, giúp các cặp vợ chồng hiếm muộn thực hiện giấc mơ làm cha làm mẹ của mình ngay tại Đắk Lắk. Qua đó người dân cũng tiết kiệm được thời gian, công sức và chi phí đi lại chữa trị.